Xin chào các bạn, mình là Ngọc Trinh cùng với bạn Thiên Phúc, lớp Phúc Đinh IK43. Video này mình sẽ giới thiệu về hai kỹ thuật lọc được áp dụng trên bệnh nhân suy thận. Đó là lọc thận nhân tạo hemodialysis và thẩm phân phúc mạc peritoneal dialysis. Qua đó nêu ra ưu và khuyết điểm của hai kỹ thuật này. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về kỹ thuật lọc thận nhân tạo. Lọc thận nhân tạo là một kỹ thuật lọc máu của bệnh nhân bị suy thận hay mất chức năng lọc hiệu quả của hai thận. Đây là kỹ thuật lọc máu ngoài cơ thể, trong đó máu của bệnh nhân được đưa ra ngoài, đi qua bộ lọc của máy lọc thận, giúp loại bỏ đi creatinine, ure, muối và nước dư thừa ra khỏi dòng máu để duy trì nồng độ các chất ở mức sinh lý cho bệnh nhân. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về kỹ thuật thẩm phân phúc mạc. Thẩm phân phúc mạc là một kỹ thuật lọc máu áp dụng cho bệnh nhân bị suy thận. Đây là một kỹ thuật lọc máu trong cơ thể. Trong đó, lá phúc mạc của bệnh nhân được sử dụng làm màng lọc, cho phép dịch và các chất tan trao đổi với máu. Kỹ thuật này cũng giúp loại bỏ creatinine, ure, dịch thừa và duy trì nồng độ các chất điện giải thay thế thận. Sau khi tìm hiểu về hai kỹ thuật này, mình xin rút ra những ưu và khuyết điểm của từng kỹ thuật. Qua đó, chúng ta có thể lựa chọn được kỹ thuật nào phù hợp cho từng đối tượng bệnh nhân. Đối với kỹ thuật lọc thận, đây là kỹ thuật được thực hiện bởi kỹ thuật viên nên thường xuyên được đánh giá hiệu quả và kịp thời xử lý các biến chứng. Việc thực hiện bởi kỹ thuật viên cũng giúp bệnh nhân và người nhà an tâm hơn so với việc tự thực hiện như trong thẩm phân phúc mạc. Thực hiện ở với thời gian ngắn hơn và khoảng cách giữa mỗi lần lọc xa nhau. Còn về ưu điểm của kỹ thuật thẩm phân phúc mạc, kỹ thuật này được thực hiện tại nhà, tự do về giờ giấc và hạn chế đi lại. Có thể thực hiện thẩm phân khi đi công tác, đi du lịch và đang ngủ mà không cần phải đến bệnh viện. Một số nghiên cứu cho thấy thẩm phân phúc mạc mang lại hiệu quả tốt hơn cho bệnh nhân trong 2 năm đầu tiên. Và kỹ thuật này thực hiện được trên các bệnh nhân có bệnh lý tim mạch. Tuy nhiên, đối với kỹ thuật lọc thận, khuyết điểm là hạn chế tính độc lập. Bệnh nhân cần phải đến bệnh viện để thực hiện kỹ thuật này. Thủ tục khá phức tạp và đòi hỏi người chăm sóc cần có nhiều kiến thức hơn. Yêu cầu chất lượng về công nghệ máy lọc thận phải thật đáng tin cậy. Khuyết điểm của kỹ thuật thẩm phân phúc mạc. Đây là kỹ thuật do bệnh nhân tự thực hiện nên không kịp thời xử trí các biến chứng. Và kỹ thuật này đòi hỏi bệnh nhân phải có trí thức cao hơn để có thể tự thực hiện ở nhà. Đồng thời tần suất và thời gian thẩm phân phúc mạc cũng lớn hơn nhiều so với kỹ thuật lọc thận. Đối với kỹ thuật lọc thận sẽ có các biến chứng như sốc giảm thể tích, nhiễm trùng huyết, viêm nội tâm mạc và viêm khớp, dị ứng heparin, đây là một chất chống đông máu, và các biến chứng muộn như suy tim, bệnh thần kinh, amyloidosis liên quan đến lọc thận. Kỹ thuật thẩm phân phúc mạc cũng sẽ có các biến chứng như viêm phúc mạc, chảy máu ổ bụng, thoát vị, sốc giảm thể tích, tắc ống catheter thẩm phân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.